xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. A Di Đà Phật, chúng con kính đảnh lễ chân tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và Nhật Phúc. Xin chào quý khán thính giả chương trình Sống Đời Sống Phật. Hôm nay chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Lý, ngài là viện chủ của chùa Điều Ngự, và hy vọng qua những chia sẻ về giảng về những giáo pháp vi diệu của Đức Phật qua ngài Thích Viên Lý sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về Phật Pháp để có được một đời sống thật tâm linh và an lạc. Và giờ này xin mời quý vị theo dõi chương trình. A Di Đà Phật, con xin chào Thầy. Chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay còn muốn nói về một đề tài, đó là 12 lời nguyện lớn của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa Thầy, xin Thầy sẽ giảng về 12 lời nguyện lớn này. Di Đà Phật, xin kính chào thưa liệt vị, thưa quý vị. Trước đây, trong dịp lễ của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị về hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và chúng tôi cũng đã chia sẻ về 2 lời nguyện lớn trong số 12 lời nguyện lớn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở đó có cái lời nguyện đầu tiên đó là ngài lúc nào cũng phát những cái hành nguyện lớn. Mục đích không phải là vì mang lại cái hạnh phúc, an lạc, quyền lợi cho chính bản thân của mình, mà cái mục đích mà ngài hướng đến đó là sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát cho tất cả muôn loài chúng sinh. Cái lời nguyện đó là một cái lời nguyện vô cùng lớn lao. Và chúng tôi cũng thường chia sẻ đến quý vị là chúng ta cần phải đưa cái lời nguyện của những vị Bồ Tát lớn, như là Bồ Tát Quan Thế Âm chẳng hạn, vào ở trong trái tim của mình, vào ở trong cái tâm thức của mình, vào trong đời sống của mình. Mình phải lấy lời nguyện lớn của những vị Bồ Tát lớn làm lời nguyện của chính bản thân mình. Và mình phải làm sao để thắp sáng lời nguyện đó trong từng một giây phút. Làm sao để lời nguyện đó được áp dụng một cách trọn vẹn vào đời sống thường nhật của mình, và khuyến khích mọi người ứng dụng lời nguyện lớn đó, hạnh nguyện lớn đó vào đời sống của họ. Và như vậy thì sự có mặt của chúng ta ở bất cứ nơi nào sẽ mang lại một cái sự lợi ích vô biên, vô lượng. Lời nguyện thứ hai đó của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là luôn luôn ở nơi biển Nam Hải, sóng gió hiểm nguy nhưng mà tự tại vô ngại, để cứu độ muôn loài chúng sinh. Kỳ trước thưa quý vị, chúng tôi đã thưa quý vị đó, sóng gió không phải chỉ có mặt ở Biển Đông, nguy hiểm cũng không phải chỉ có mặt ở Biển Đông. Biển Đông không phải nằm trong một vị trí cố định trên một cái bản đồ nào đó, mà Biển Đông trong lời nguyện của Bồ Tát Quan Âm có mặt khắp nơi. Mỗi một chúng ta đều là một cái biển cả, một đại dương mênh mông, dãy đời sóng gió. Nếu mà chúng ta không tự an định tâm thức của mình thì chính mình là biển động, tạo nên không biết bao nhiêu sóng gió. Gia đình của mình là một mái ấm hạnh phúc, nhưng mà đồng lúc cũng là một biển động, dậy đời sóng gió.
nếu mà chúng ta không biết cách để xây dựng một mái ấm hạnh phúc gia đình đúng theo lời dạy của Đức Phật. Mỗi một tổ chức, mỗi một đoàn thể, mỗi một quốc gia, kể cả thế giới nhân loại, là một biển cả sóng gió trập trùng. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm không phải chỉ ở nó biển đông một cách thường trực với một cái vị trí cố định, mà Ngài có mặt khắp nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng là biển đông, nhưng mà chỗ nào cũng là tịnh độ, biến những cái cõi nước đầy ô trượt, hiểm nguy, khổ đau trở thành một cái thế giới an lạc, hạnh phúc đích thực. Cho nên trong những cái lời phát nguyện của một số người, là chúng ta thấy là biến của ta bà này thành của tịnh độ của chư Phật, tịnh Phật quốc độ, tự tịnh kỳ thân, cứu độ tha nhân và tịnh Phật quốc độ. Tịnh Phật quốc độ tức là biến cái cõi nước này, cái thế giới này trở thành một cái cảnh giới thanh tịnh, cảnh giới an lạc, cảnh giới không còn khổ đau, không còn phiền não. Đó là những cái cảnh giới của chư Phật, như là cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Đông Phương của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, Như Lai vân vân, nhiều cõi tịnh độ của chư Phật trong khắp mười phương thế giới. Thành thử ra mình phải hiểu cái nghĩa biển đông và cái nghĩa thường cư Nam Hải của Bồ Tát Quan Thế Âm qua cái lời nguyện lớn lao của Ngài. Nếu mà Ngài chỉ ở trong cái phạm vi nào đó của biển đông, mà ở đây chúng ta thấy biển đông cũng chỉ là một trong nhiều cái biển, một trong nhiều cái vùng biển, cho nên nó chưa phải là một cái gì lớn lắm nếu mà mình so chiếu với những cái vùng khác. Nó chỉ có thể là một cái gì lớn đúng theo cái lời nguyện vĩ đại của Ngài. Khi mình hiểu biển đông ở đây có mặt khắp nơi, chỗ nào có sóng gió, có khổ đau, có xào xáo, có chiến tranh, bất ổn, bất an, sợ hãi, lo lắng, khổ đau, chỗ đó chính là biển đông. Tâm thức của chúng ta khi mà giải đầy những cái sóng gió thì mình là một cái biển đông hết sức là nguy hiểm. Mình hiểu được cái việc đó cho nên mình mới thấy ra được cái hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm rất là lớn. Ngài có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ để cứu lấy cái nỗi khổ của tất cả muôn loài chúng sinh. Thưa quý vị, lời nguyện thứ ba của Ngài là gì? Nam mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quan Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện. Nam mô ở đây tức là mình cung kính đảnh lễ quy mạng, phủ phục trước Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại sao? Bởi vì Ngài thường cư trú ở cái cảnh giới Ta Bà tối tâm này. Cảnh giới Ta Bà theo lời dạy của Đức Phật được ghi rõ trong Kinh Di Đà, gồm có năm cái trược, đây là cái cõi giới mà giải đầy cái sự ác, và có năm trược. Thứ nhất là gì? Kiếp trược. Thứ hai là mạng trược. Thứ ba là phiền não trược. Thứ tư là chúng sinh trược. Và thứ năm là gì? Kiến trược. Kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Nếu mình giải thích những cái trược này đó, thì những cái sự ô trược nhơ nhốt thì nó sẽ có nhiều nhiều việc để mà chúng ta nói. Thì cái cõi giới u minh này nó cũng có mặt khắp nơi. Tâm thức của chúng ta nếu chưa được thắp sáng, nó là một cái cảnh giới u minh, một cái cảnh giới địa ngục. U minh là cái chỗ mà giải đầy tâm tối, giải đầy khổ đau. Bồ Tát Địa Tạng thường được xưng tụng là giáo chủ của cõi u minh. Nam mô U Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Bạc Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là cái cảnh giới địa ngục. Ở đâu có khổ đau? Ở đó có địa ngục,
chứ không phải là địa ngục là một cái cảnh giới cố định nào ở dưới tầng đất không, mà địa ngục có mặt khắp nơi. Mình phải hiểu cái điều đó để mình thấy rằng là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hiện diện khắp nơi, tùy ở nơi cái sự kêu cầu của tất cả muôn loài chúng sinh mà Ngài hiện thân đến. Có những cái lúc Ngài có mặt ngay ở trước mắt chúng ta, nhưng mà vì chúng ta chỉ mãi mê rượt đuổi theo những cái danh vọng tiền tài vân vân mà chúng ta không thấy được Ngài. Do vậy mà muốn thấy được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mình phải có một cái tâm thức thật trong sáng, thật thanh tịnh. Giống như mình muốn bắt được cái tần số của một cái radio nào đó, mình phải bắt đúng cái tần số đó mình mới nghe được. Muốn coi đài ABC mà mình bật ở cái băng tần khác, mình không thể xem được, mà phải băng tần 5708 hay giả là Galaxy 19 nếu ở những cái tiểu bang khác. Mình mới thấy được bắt đúng tần số. Quan Thế Âm Bồ Tát lúc nào cũng có radio hoặc giả là ABC lúc nào cũng có 24/24 khắp nơi. Nhưng mà quý vị không bật đúng cái tần số thì quý vị không thấy thôi. Đó là một cái thí dụ rất rất là cụ thể, thì chúng tôi sẽ trở lại để trình bày thêm với quý vị về 12 lời nguyện lớn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin quý vị hân hỷ đừng rời khỏi máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thương mại của chương trình Trong Đời Sáng Phật trên đài ABC. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cũng